Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 2001 bắt đầu được chọn là ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Và từ đó đến nay đã được 16 năm, nhưng không biết rằng có bao nhiêu người dân biết đến ngày này và bao nhiêu người quan tâm đến công tác trang bị kiến thức, kỹ năng đề phòng và xử lý cháy nổ. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những khu tập thể cũ, điển hình như khu tập thể Giảng Võ, chứa đầy những nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy. Từ hệ thống điện, hệ thống chuồng cọp, đến cả kết cấu những ngôi nhà, làm cửa hàng, kiosk bao bọc bên ngoài. Và cũng chẳng ai biết ngày 4 tháng 10 dương lịch là ngày gì. Mùng 4 tháng 10 à? Mùng 4 tháng 10 chắc là cũng nếu mà lấy là ngày dương chứ còn ngày âm thì... Ngày dương thì chắc cô cũng không để ý lắm. Thưa cô, chưa nghe, nói chung là cô mải làm ăn chả nghe tí gì à? Có lẽ vì người dân chẳng quan tâm nên những hộp chữa cháy cũng vì thế mà không được để ý. Không khóa, không dây dẫn nước, thậm chí còn mất cả cửa như thế này. Người dân cũng chưa nhận thức được nhiều về cái tầm quan trọng của công tác phòng cháy cháy, cho nên là cũng còn một số lớn người dân vẫn còn rất thờ ơ. Do vậy trong thực tế đã xảy ra nhiều cái vụ cháy gây chết người rất tang thương, có những vụ cháy chết cả gia đình. Kể từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, khiến 75 người thiệt mạng, 143 người bị thương. Thế nhưng, dường như chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó, sự cố cháy nổ không mong muốn sẽ ập tới chính gia đình mình. Có lẽ đã đến lúc người dân cần chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy để có thể tự bảo vệ gia đình mình cũng như những người xung quanh trước những nguy cơ cháy nổ. Có như vậy, tài sản, tính mạng của chính người dân mới được đảm bảo và ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân mới thực sự đi vào đời sống.